Gửi ảnh cho phụ huynh tố bữa ăn không đảm bảo, người phụ nữ bị ép nộp phạt 50 triệu đồng. Cụ thể, bà Sen, tên thật Vũ Thị Sen, sinh năm 1978 ở Hà Nội, đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và phát triển giáo dục đặc biệt Giang Sơn, cơ sở Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội. Đây là trung tâm chuyên chăm sóc và giáo dục các trẻ em bị tăng động, tự kỷ, trẻ bị bệnh đau, chậm phát triển. Tuy nhiên, trong thời gian làm việc tại đây, bà Sen chứng kiến những bữa ăn của các cháu không đầy đủ chất lượng so với số tiền gần 6 triệu đồng một tháng mà gia đình các cháu phải đóng cho trung tâm. Các cháu đã phải chịu thiệt thòi về sức khỏe, về trí tuệ, vậy mà bữa ăn cũng không được đầy đủ thịt cá, chất dinh dưỡng. Cơm, phở trộn với đậu phụ và trứng kèm với một ít thịt lợn xay là bữa ăn thường xuyên của các cháu. Biết đây cũng chẳng phải là chuyện của mình, nhưng vì lòng thương đối với các cháu mà tôi không thể không nói. Chính vì thế, tôi đã lén chụp trộm lại hình ảnh bữa ăn của ngày gửi cho phụ huynh các cháu biết, với mong muốn trung tâm sẽ rút kinh nghiệm mà cải thiện bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng cho các cháu, bà Sen chia sẻ trên mạng xã hội. Ngày 3 tháng 1, bà Đinh cùng bà Đặng Thị Nga, quản lý trung tâm Giang Sơn, đã gọi bà Sen lên văn phòng để đe dọa. Tại đây, bà Sen được yêu cầu ký tên vào biên bản nộp phạt 50 triệu đồng vì nói xấu làm mất uy tín, danh dự của trung tâm. Phải chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của giám đốc, nếu không sẽ cho đi tù. Bà Sen cho hay, do quá sợ hãi, tôi luống cuống không biết chuyển khoản ra sao, nên cô Đinh đã lấy điện thoại của tôi, ép tôi nhập mật khẩu ứng dụng ngân hàng để thực hiện hành vi chuyển tiền trái ý muốn, không được sự đồng thuận của tôi. Khi vào được ứng dụng ngân hàng, biết được tổng số tiền trong tài khoản của tôi có 10 triệu, cô Đinh đã tự ý chuyển khoản 10 triệu đồng sang tài khoản cá nhân của cô Đinh. Sau khi sự việc xảy ra, người thân bà Sen đã tới cơ quan công an trình báo vụ việc. Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc nêu trên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh Official. Đừng quên ấn đăng ký để theo dõi nhiều tin mới mỗi ngày nhé!